Dự thảo quy chế quản lý taxi Hà Nội nêu rõ, các xe taxi trên địa bàn sẽ chung tổng đài, chung lực lượng thanh tra, chung phần mềm gọi xe và đặc biệt là chung màu sơn. Các doanh nghiệp taxi lớn có vẻ đồng tình với dự thảo này. Thống nhất một màu sơn. Thì ở đây thì lãnh đạo Ủy ban thành phố cho chúng tôi được chọn 5 màu sơn khác nhau. Cũng giống như xe buýt đấy. Nếu một màu thì nó đơn điệu thì sẽ là có chọn, trong hiệp hội sẽ chọn 5 màu sơn khác nhau. Thì tất cả các hãng sẽ chọn theo cái mẫu, theo cái năm trên cơ sở cái màu sơn của thương hiệu của mình rồi thì có thể thêm các cái màu khác nữa. Thì có chỉ có 5 màu như thế thì tôi cho rằng cũng đây là một cái mà cũng làm cho các anh em các hãng taxi cũng sẽ là đồng thuận, tính đồng thuận là cao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vận tải thì lại cho rằng quy định này vẫn cho thấy tư duy ngăn sông cấm chợ, hạn chế loại hình kinh doanh taxi. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải lại cho rằng quy định sẽ mang tới những tác động tích cực bởi nó sẽ giúp xóa sổ taxi dù và tình trạng lộn xộn trong hoạt động của loại hình này. Đương nhiên ở đây không có ngăn sông cấm chợ, vì khi đó anh ở vùng bên ngoài, anh vẫn có thể vào bên trong, anh trả khách và anh đón khách, nhưng mà không phải ở những cái điểm mà thành phố cấm. Những cái xe mà núp bóng như vậy thì họ không được sử dụng cái hạ tầng của thành phố. Hà Nội hiện có gần 20.000 xe taxi truyền thống, 30.000 taxi công nghệ và gần 4.000 xe taxi ở các tỉnh thành khác về Hà Nội hoạt động. Nhiều ý kiến cho rằng với số lượng taxi lớn và ngày càng gia tăng thì các quy định chung màu sơn sẽ phản tác dụng nếu như không kiểm soát quản lý được như mục đích ban đầu. Bây giờ là làm theo phong trào, làm theo ý tưởng một người đề xuất, nhưng mà cái vấn đề là quản lý nó thì ai quản lý? Đấy, đặc biệt là trong cái tiêu cực hiện nay thì không giải quyết được vấn đề gì. Dự thảo quy chế quản lý taxi ở Hà Nội, trong đó có quy định màu sơn, vẫn đang là ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Nếu được thông qua, quy định này sẽ được thực hiện từ năm 2026.